Ngày 12 tháng 9, tờ Hollywood Reporter đưa tin liên hoan phim Toronto dừng chiếu phim tài liệu Russian at War của đạo diễn người Canada gốc Nga Anastasia Trofimova đang gây tranh cãi nhiều ngày qua. Cụ thể, ban tổ chức liên hoan phim Toronto thông báo buộc phải tạm dừng các buổi chiếu sắp tới của phim Russian at War vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Ban tổ chức liên hoan phim nhận thấy những mối đe dọa nghiêm trọng. Quyết định này đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả khách mời, nhân viên và tình nguyện viên của lễ hội đây là bước đi chưa từng có trong lịch sử của liên hoan phim toronto đại diện nhà sản xuất russian adworld chia sẻ việc dừng chiếu phim là điều đau lòng đối với chúng tôi với tư cách là nhà làm phim và công dân canada russian adworld kể qua góc nhìn hiếm hoi về cuộc sống của những người lính nga ở tiền tuyến tại ukraine đạo diễn trofimova theo chân những người lính và nhân viên y tế tại tuyến đầu của cuộc tấn công ukraine do nga tiến hành theo ước tính của liên hiệp quốc do tờ cbc đưa tin Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.700 thường dân và làm bị thương 24.600 người khác kể từ tháng 2 năm 2022. Trước đó, vào buổi công chiếu ngày 10 tháng 9, khoảng 400 người Ukraine có sự tham dự của các quan chức, bao gồm cả Tổng lãnh sự Ukraine Oleg Nikolenko, tụ tập bên ngoài Lipos, trụ sở liên hoan phim Toronto để biểu tình.